Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được sự trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn có được cuộc sống sung sướng, giàu sang. Tuy nhiên không phải lúc nào cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió. May mắn chỉ đến vào những thời điểm nhất định mà chúng ta nên biết để nắm bắt. Theo thầy Gia Cát luận đoán về là số tử vi của 12 con giáp, những ngày đầu tháng 10 qua đi cũng là lúc kết thúc vận xui. Sau ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch gặp nhiều may mắn, quý nhân trợ giúp, sự nghiệp lên mây. Trong ngày này các bạn nên lập kế hoạch mới, chuẩn bị đón lấy cơ hội đổi đời giàu sang, giúp cuộc sống có nhiều suôn sẻ hơn. Dù còn một vài điều chưa vừa ý nhưng các bạn vẫn sẽ giải quyết một cách êm đẹp. Để biết mình có nằm trong top 1 những con giáp may mắn hay không, xin mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Một, tuổi Tý. Đường tình cảm của bản mệnh được tam hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà, không lươn lẹo, xảo quyệt nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn. Đường tài lộc nhờ kim dưỡng thủy nên tiền bạc cứ thế mà sinh sôi, nảy nở. Những người có ý định mở cửa hàng riêng, khai trương, làm thêm bên ngoài thì nên tận dụng ngày này để tiến hành, đặc biệt là tuổi Sát Tý. Người tuổi Tý có vẻ ngoài hiền lành, ít nói nhưng tương đối mạnh mẽ, không thừa thắng bại. Không thừa thắng bại, không ngại khó, càng khổ càng có ý chí tiến thủ. Đồng thời cũng biết sử dụng lợi thế của bản thân để góp phần phát triển sự nghiệp ngày mới. Sang ngày 10 tháng 10 âm lịch, con giáp này được thần tài cho phúc lộc đầy nhà, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, con cháu thi cử được bề trên phù hộ. Công việc suôn sẻ thuận lợi khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, còn luôn được quý nhân trợ giúp. Bên cạnh đó, tuổi Tý lâm thương quan nên công việc không mỉm cười với con giáp này. Thời gian tới, con giáp này cẩn thận mất chức, thôi học, nghỉ việc đột xuất hoặc bị nhiều đi công tác. Vận trình công việc biến đổi không ngừng khiến bạn xoay như trong chóng, kiệt sức, nhanh nhẹ đến mấy cũng thấy vất vả. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Ngày 10 tháng 10, tuổi Sửu gặp chính ấn chiếu vận có lợi cho những người làm quan hoặc có chí tiến thủ. Những người chỉ biết an phận thủ thường, làm công ăn lương rất khó phát triển trong ngày này. Nếu bạn chịu đặt ra mục tiêu lớn thì có lẽ công việc đã khác đi rất nhiều. Người tuổi Sửu lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra trong ngày 10 tháng 10 âm lịch này. Sẽ là thời gian, thời điểm vận mệnh của con giáp này thay đổi đáng kể khi nhiều sự kiện tốt lành lần lượt đến. Họ chỉ cần làm hết sức mình và có thể giành được cơ hội gặt hái thành quả. Sự nghiệp khởi sắc, đặt nền móng vững chắc cho cả nửa cuối năm. Những người làm kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng có thể khuếch trương lên, từ đó tối hạch. Tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và từ đó hốt tài lộc, cuộc sống trở nên an nhàn, mỹ mãn. Chuyện tình cảm nhờ ngũ hành thổ sinh kim mà trở nên hài hòa, thuận lợi hơn. Con giáp này tìm được người nói chuyện hợp ý mình, người có gia đình gặp hung hóa cát, con cháu và người thân lớn tuổi bình an, tránh được họa lớn. Mặt tiền bạc khởi sắc, có dấu hiệu may mắn, thu nhập trong ngày của bản mệnh tăng lên rõ rệt. Nguồn thu chủ yếu là từ công việc chính mà bạn đang đảm nhiệm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay được chính tài tương trợ nên phần lớn may mắn sẽ liên quan đến lương thưởng, chức quyền. Bản mệnh cứ tập trung chăm lo cho công việc chính của mình thì việc sẽ không phụ lòng bạn. Người có công thì trời có mắt, tuyệt đối không bao giờ phải chịu thiệt. Tuy nhiên ngược lại, đường tình cảm không được như ý muốn vì kim mộc tương khắc. Bạn phải gánh chịu nhiều áp lực vô hình trên đôi vai của mình. Nếu không cải thiện tính cực đoan thì có thể sẽ khiến người bên cạnh đều buồn khổ theo.
bản thân cũng không vui vẻ gì. Cảnh báo Mão phải đề phòng họa mất tiền trong ngày hôm nay đến mức là chẳng còn một xu dính túi. Có thể vì bạn cả tin nghe theo những lời dụ dỗ đường mật mà dâng hết tiền cho kẻ xấu. Hãy cố gắng giữ tâm trí tỉnh táo để không mắc bẫy của những kẻ xấu xa. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Thìn. May mắn được thiên ấn nâng đỡ nên công việc của tuổi Thìn được cải thiện hơn hôm qua rất nhiều, đặc biệt là những bạn đang thi cử, làm quan, làm quản lý, mọi chuyện sẽ diễn ra như ý bạn. Tuy nhiên đừng thấy may mắn mà tỏ ra kiêu ngạo, kẻo lại vướng vải họa tiểu nhân. Vận trình tình cảm được tam hợp chiếu cố nên cực kỳ khởi sắc, một hai lời khinh rẻ bâng quơ chẳng thể làm khó được bạn. Cứ sống ngay ngắn thật thà thì ắt được mọi người yêu quý, còn kẻ giả tạo độc ác sẽ sớm vạch trần và bị mọi người xa lánh. Tuổi Thìn kiếm tiền không mấy khó khăn, nhiều thổ sinh kim, dù sẽ phải tốn thời gian làm thêm ngoài giờ hay đi lại nhiều thì cũng đáng, vì số tiền kiếm được sẽ giúp bạn không phải lo lắng chi tiêu trong một thời gian dài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Mùi. Xem thấy đường sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày này, vì có chính ấn chiếu vận nên chỉ có lợi cho những người có chức trách quan trọng trong cơ quan, đang có ý định thi cử, học lên cao. Nhưng tuổi này mà không có tinh thần cầu tiến hay an phận thì rất dễ bị thua kém so với đồng nghiệp. Bản mệnh có cảm giác hôm nay làm gì cũng thoải mái, dễ chịu, các mối quan hệ xung quanh hài hòa do cục diện thổ sinh kim, đi đâu cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người mà tốt hơn. Khi kết thúc công việc, gia đình hãy nói lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ mình đấy nhé. Đường tiền bạc của người tuổi Mùi khởi sắc hơn mọi ngày, bạn biết tiêu tiền đúng chỗ, không ném tiền cho những việc vô bổ. Đôi khi bạn hối hận vì trong phút bốc đồng mà cho người khác vay tiền, nhưng đừng lo, khoản tiền đó sẽ sớm quay về với bạn thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Thiên ấn chiếu vận giúp những người tuổi Tuất làm bác sĩ, y dược, luật tôn giáo, dịch vụ có nhiều may mắn vây quanh. Bạn hiểu được tầm quan trọng của những nhiệm vụ mình đang phải đảm nhiệm nên luôn luôn hết mình, không bao giờ ngại khó khăn. Mặt quan hệ xã giao, tình cảm, gia đình có tam hội giúp đỡ, mọi người đều bình an vô sự, tránh được họa lớn. Được người khác thấu hiểu là một việc rất kỳ diệu, là người hiểu chuyện nên tốt may mắn được mọi người quý mến và tin tưởng, có tiếng nói trong gia đình. Thổ dưỡng kim phù hợp cho đường tài vận thăng hoa khởi sắc, kiếm tiền thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể lợi dụng thời điểm này để đề xuất với cấp trên về chuyện thăng chức, tăng lương nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày 10 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.